Xin chào anh em, cảm ơn em đã quay trở lại với Đăng Vũ. Ở trên màn mình như anh em thấy, có rất nhiều cục sạc dự phòng của hãng Belkin. Rơi khoảng tầm 20 cục sạc bên mình dành phần quà này dành cho tất cả khách hàng mua máy từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 anh em nhé. Anh em cố gắng qua để lựa những cái màu sắc mà anh em yêu thích. Ở đây bên mình có 3 màu, đó là màu hồng này, màu đen và màu silver. Đấy, nếu anh em nhanh chân có thể lựa chọn được màu mình muốn. Và phần quà ở đây chỉ có 20 phần quà thôi, nên anh em hãy cố gắng đến Đăng Vũ thật là sớm. Cục sạc dự phòng này nó sẽ giúp ích cho anh em rất nhiều khi anh em đi du lịch này, khi anh em đi ra ngoài, nó cứu cánh anh em có một lượng pin cần thiết. Mặc dù ở đây có 5.000 mAh thôi, mình đánh giá nó không phải là quá là cao, quá là nhiều. Tuy nhiên ấy, thì cái thiết kế của cục sạc Belkin 5.000 mAh này nó rất là gọn gàng, nhỏ gọn để anh em có thể cầm đi cầm lại và đút đâu cũng được, rất tiện. Đây, mình sẽ mở hộp một cục sạc cho anh em xem nhé. Đây, cục sạc màu silver. Ok, cách đóng gói của Belkin thì tất nhiên rồi, nó rất là cao cấp. Tại vì Belkin là một hãng làm sạc dự phòng và ốp phụ kiện dán màn hình rất là cao cấp và được chính Apple thừa nhận và cung cấp ở trong những store của Apple luôn. Anh em thấy đấy, một cục sạc dự phòng siêu nhỏ gọn 5.000 mAh, anh em thấy không? Đó. Nhỏ hơn cả chiếc 13 Pro Max mình đang dùng, anh em nhìn này, độ nhỏ gọn chưa? Với cục sạc nhỏ như này, dung lượng ít như này thì tất nhiên rồi, nó sạc sẽ không được nhiều cho điện thoại. Tuy nhiên như mình nói vừa nãy, nó rất là nhỏ gọn, rất là tiện dụng. Và phần quà này sẽ dành cho tất cả anh em tới mua máy từ ngày mùng 25 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5. Anh em nhớ đến Đăng Vũ nhá. Đây, 3 màu để anh em lựa chọn. Có thể sạc nhanh 12W. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nhớ đến Đăng Vũ. Bye bye.